Thưa quý vị và các bạn, sáng nay ngày 31 tháng 3 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025. Tới dự có các đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bùi Thị Minh Hoài, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Cùng sự có các đại biểu doanh nhân trẻ xuất sắc tiêu biểu, đại diện cho trên 11.000 hội viên doanh nhân trẻ Việt Nam. Các doanh nghiệp của Hội Doanh nhân trẻ đang tạo việc làm cho hơn 3 triệu lao động với tổng doanh thu hàng năm trên 30 tỷ đô la Mỹ, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước. Đáng chú ý đã có sự sáng tạo trong triển khai các mô hình hỗ trợ gạo, oxy trong công tác phòng chống dịch COVID-19, cũng như triển khai chương trình xã hội giúp đỡ hộ gia đình nghèo vượt qua khó khăn. Ghi nhận những đóng góp của đội ngũ doanh nhân trẻ, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục đồng hành, tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nhân trẻ khởi nghiệp sáng tạo, cống hiến tài năng cho đất nước. Đồng chí cũng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, bám sát các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, sự chỉ đạo điều hành của chính phủ, chú trọng xây dựng văn hóa doanh nghiệp, tạo dựng uy tín, thương hiệu, hướng đến sự phát triển của đất nước và cộng đồng xã hội, kịp thời đề xuất với Đảng, nhà nước nhiều ý tưởng, sáng kiến trong quá trình hoạch định chủ trương, chính sách, tạo điều kiện cho các doanh nhân trẻ cống hiến và phát triển. Bên lề Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ 7, nhiệm kỳ 2022-2025, nhiều hội viên đã bày tỏ sự tin tưởng cũng như kỳ vọng vào Ủy ban Trung ương Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa 7. Đối với nhiệm kỳ mới thì tôi có kỳ vọng rằng ban chấp hành sẽ chính là cái cầu nối cho các doanh nghiệp về thực hiện cái quyền lợi và lợi ích hợp pháp các doanh nghiệp. Thứ hai nữa là có những cái đề xuất về cái nguồn vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp, đặc biệt là tái cơ cấu lại kinh tế sau dịch. Cơ cấu ban chấp hành nhiệm kỳ mới sẽ có cái sự lồng ghép giữa sự kế thừa truyền thống và có những cái câu lạc bộ F1 hoặc là có những cái người là trung gian để kết nối tạo nên những cái giá trị vừa truyền thống vừa sáng tạo vừa tiên phong, vốn như là một trong những điểm mạnh của doanh nhân trẻ trong 29 năm vừa qua. Tiếp cận cái số hóa và cái công nghệ tiên tiến, mình sử dụng cái 4.0 để mình đưa vào sản xuất kinh doanh để mà mình phát triển bền vững hơn. Có những định hướng cho các doanh nghiệp trong nước chúng tôi làm sao đó xúc tiến thương mại để kêu gọi đầu tư nước ngoài để hợp tác với chúng tôi, để chúng tôi sẽ phát triển và sẽ đưa các doanh nghiệp của Việt Nam sánh kịp với các doanh nghiệp ở khu vực và thế giới. Thưa quý vị, Bộ Công Thương chỉ đạo các doanh nghiệp đầu mối nỗ lực đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong nước trong quý 2 năm 2022, với cả phương án không tính đến lượng xăng do nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cung cấp. Từ đầu năm đến nay, thị trường xăng dầu thế giới và trong nước có nhiều biến động, ảnh hưởng tới nguồn cung và giá cả xăng dầu tại thị trường trong nước. Bộ Công Thương khẳng định trong quý 2 năm nay sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp nỗ lực đảm bảo đủ nguồn cung xăng dầu trong nước. Thậm chí, nguồn cung xăng dầu trong quý 2 năm 2022 vẫn bảo đảm đủ dù không tính đến lượng xăng do nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn cung cấp. Bộ Công Thương đã ban hành, đã làm việc với cả PVN cũng như là các nhà máy Nghi Sơn và đã ban hành cái quyết định 242. Yêu cầu các thương nhân đầu mối ngoài cái tổng nguồn đã giao năm 2022 thì đẩy mạnh tăng cái kế hoạch nhập khẩu trong thời gian vừa qua, đặc biệt là từ đầu năm đến giờ. Đối với việc cung ứng xăng dầu trong quý 3 năm 2022, Bộ sẽ làm việc với nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn để xem xét tình hình sản xuất và khả năng cung cấp, phần còn thiếu sẽ yêu cầu các doanh nghiệp đầu mối chủ động tăng cường. Thưa quý vị, bắt đầu từ ngày 1 tháng 4, chính thức áp dụng mức giảm 50% thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, phần nào làm giảm nhiệt giá xăng dầu trong thời gian sắp tới. Đây là tin vui đối với người dân và các doanh nghiệp sản xuất trước bối cảnh giá xăng dầu tăng phi mã trong quý 1 năm 2022. Giá xăng dầu tăng cao trong những tháng đầu năm đã gây áp lực rất lớn lên chi phí sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp cũng như người dân. Thuế bảo vệ môi trường với xăng sẽ giảm còn 2.000 đồng một lít, dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn giảm còn 1.000 đồng một lít, dầu hỏa giảm xuống mức sàn 300 đồng một lít. Bằng cái việc mà chúng ta giảm 50% cái thuế môi trường xăng dầu ấy, thì nó sẽ làm cho
cái ngân sách nhà nước tiếp tục hụt thu khoảng 25.000 tỷ đồng. Và rõ ràng là trong một cái điều kiện mà nền kinh tế đang còn nhiều cái khó khăn, thì đây là một cái nỗ lực rất lớn của chính phủ cũng như là của Quốc hội. Cái thuế môi trường là một cái loại thuế mà gần như tất cả các quốc gia chỉ có tăng lên chứ không có hạ xuống. Và chúng ta thì đang cố gắng là vì cái cơ cấu thuế của chúng ta nó cũng đã tương đối thấp rồi, cho nên chúng ta đành phải dùng cái thuế môi trường là cái khâu cuối cùng để chúng ta có thể giảm được một phần nào đó cho cái giá xăng dầu. Và cái mức giảm 50% tôi cho rằng nó đã là phù hợp. Việc điều chỉnh giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu trong điều kiện hiện nay được cho là kịp thời, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu, hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội sau dịch COVID-19, bảo đảm hài hòa lợi ích của người dân, doanh nghiệp và nhà nước. Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam chính thức được khai mạc vào sáng nay 31 tháng 3 tại Cung văn hóa Hữu nghị Hà Nội. Đây là một trong những sự kiện quan trọng để khởi động lại các hoạt động giao thương, kết nối, hợp tác, phục hồi và phát triển du lịch cả nước. Với chủ đề bình thường mới, cơ hội mới cho du lịch Việt Nam, Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam VITM năm nay nhận được sự tham gia tích cực của các cơ quan quản lý, xúc tiến du lịch đến từ 52 tỉnh thành trong cả nước và từ 6 quốc gia và vùng lãnh thổ. Có khoảng 320 gian hàng và dự kiến 2.500 doanh nghiệp du lịch đến tham quan, làm việc tại sự kiện. Ta đã có một cái thời gian rất là căng thẳng, khó khăn và ngành du lịch không những thiệt hại về vật chất, về tinh thần mà còn đang băn khoăn về cái con đường đi sắp tới của chúng ta như thế nào. Và chính qua hai cái năm đó chúng ta đã nhận thức ra rằng thế nào là bình thường mới trong lĩnh vực du lịch. Vì vậy cái hội chợ lần này diễn ra là để các doanh nghiệp chúng ta thống nhất với nhau cái quan điểm, cách làm để chúng ta có thể thực sự mở cửa du lịch. Mở cửa thì rất dễ nhưng mà làm cho nó phát triển, khôi phục trở lại và đạt được độ tăng trưởng như trước đây chúng ta đã làm, nó là một quá trình rất là gian khổ. Sau 2 năm gián đoạn vì dịch bệnh, hội chợ VITM Hà Nội 2022 chính thức trở lại và đây cũng được xem là sự kiện mở đầu cho giai đoạn mới của ngành du lịch Việt Nam, góp phần khắc phục hậu quả của dịch COVID-19, triển khai các chương trình phục hồi du lịch Việt Nam. Thưa quý vị, nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách vào dịp nghỉ lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chạy tăng cường nhiều đoàn tàu khách trên các tuyến, đặc biệt từ Sài Gòn và Hà Nội. Từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 4 tháng 5 năm 2022, bên cạnh việc chạy hàng ngày các đôi tàu khách thống nhất SE3, SE4, SE5, SE6, SE7, SE8, Tổng công ty Đường sắt Việt Nam tổ chức chạy tàu tăng cường trên các tuyến căn cứ vào nhu cầu đi lại thực tế của khách du lịch. Đặc biệt trong dịp vận tải cao điểm 30 tháng 4 mùng 1 tháng 5, ngành đường sắt vẫn duy trì áp dụng chính sách giảm giá vé khứ hồi lượt về từ 5 đến 10% và giảm giá cho các đối tượng chính sách xã hội, mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, người cao tuổi, học sinh, sinh viên. Đạt 14,3%, Bắc Giang là địa phương dẫn đầu cả nước về tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP trong quý 1 năm nay. Đây là kết quả cho thấy sự tập trung cao, quyết liệt, đồng bộ trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 và bối cảnh tình hình thế giới. Dù đối mặt với nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, song tỉnh Bắc Giang đã tập trung cao chỉ đạo, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo nhiều giải pháp, trong đó xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm gắn với vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong khắc phục bằng được những điểm nghẽn, tồn tại để tập trung cao thực hiện. Cùng với đó tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường mở rộng hoạt động ngoại giao trong và ngoài nước, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục sản xuất. Nhờ vậy, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP của tỉnh đạt 14,3%. Ngành công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng cao, sản xuất nông, lâm, thủy sản bảo đảm tiến độ, tăng trưởng toàn diện. Ngành dịch vụ đang từng bước được phục hồi. Bắc Giang là địa phương đầu tiên của cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Đây là tiền đề quan trọng mở ra cơ hội phát triển bứt phá của tỉnh trong thời gian tới. Mặc dù dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hải Dương còn diễn biến phức tạp, nhưng ngành công nghiệp đã khắc phục khó khăn, đưa chỉ số sản xuất quý 1 này tăng 22,5%. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 của tỉnh so với cùng kỳ năm trước tăng 13,5% và tăng 28,3% so với tháng 2.
Một số ngành sản xuất chủ lực của tỉnh có tốc độ tăng trưởng cao so với năm ngoái, như sản xuất và phân phối điện tăng 35%, sản xuất linh kiện điện tử tăng 23,7%, sản xuất công nghiệp tăng cao so với cùng kỳ là do năm 2021, ngành công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19. Các địa phương trong tỉnh phải thực hiện giãn cách xã hội dài ngày. Trước tình hình giá cả chi phí đầu vào liên tục tăng cao, nhiều doanh nghiệp tại tỉnh Đắk Lắk đang tìm cách cân đối tiết giảm chi phí để linh hoạt thích ứng với thị trường bão giá. Đang trên đà khôi phục sản xuất, công ty trách nhiệm hữu hạn PM Coffee phải đối mặt với nhiều nỗi lo, thiếu nhân công, giá nguyên liệu cao, chi phí vận chuyển hàng hóa tăng khoảng 15%. Vì thế, bài toán về tiết giảm tối đa chi phí được công ty tìm cách giải quyết. Trong thời điểm dịch bệnh khó khăn như vậy thì chúng tôi cũng dạng như là ngoài những cái việc kinh doanh hoạt động bình thường đó, chọn một cái giải pháp để dạng như là tối ưu hóa tiết kiệm cái chi phí, đó là quảng bá sản phẩm, bán hàng sản phẩm trên những cái kênh thương mại điện tử trong và ngoài nước đó, thì đó, nó sẽ dạng như giúp mình giảm được cái chi phí luôn, giảm cái chi phí về marketing kinh doanh đó, từ đó thì mình sẽ tối ưu hóa được cái chi phí sản xuất. Trong lĩnh vực du lịch, nhiều doanh nghiệp cũng đang phải gồng mình giữa khó khăn khi vừa ảnh hưởng do dịch COVID-19, vừa chịu tác động mạnh mẽ khi xăng dầu tăng cao, kéo theo các mặt hàng khác cũng tăng. Chấp nhận giữ giá cả, giảm lợi nhuận hay cắt giảm một số dịch vụ không thiết yếu đang được một số doanh nghiệp áp dụng. Khi mà giá cả của thị trường nó mà cao thì đối với cái doanh nghiệp chúng tôi thì vừa kinh doanh phòng lưu trú, vừa kinh doanh về ăn uống, phục vụ ăn uống thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng. Thì chúng tôi cố gắng sẽ tiết kiệm những cái khoản chi phí mà ngoài cái chi phí mà nó ảnh hưởng như này để chúng tôi sẽ bù đắp lại, để cố gắng giữ vững cái giá, cũng không tăng, kiên quyết là không tăng giá. Sau dịch thì phải nói giá rêu thang rất là nhiều. Có những loại chúng tôi phải mua tăng lên 50%, ví dụ như màn hình LED. Đó. Thì và các cái sản phẩm bàn ghế là vẫn tăng rất là nhiều. Mà trong dịch vụ thì ăn uống thì chúng tôi chỉ có tăng 10%. Còn vé cổng chúng tôi cũng vẫn giữ nguyên, vẫn có 30.000 người lớn và 15 trẻ em. Trong bối cảnh khó khăn, ngoài chờ đợi các giải pháp bình ổn thị trường từ ngành chức năng, các doanh nghiệp đang tiếp tục động viên, chăm lo đời sống người lao động để ổn định sản xuất kinh doanh, thích ứng, chủ động kiểm soát đầu vào, thực hiện bình ổn giá phù hợp để vượt qua khó khăn trong giai đoạn vật giá leo thang như hiện nay.